rất nhanh và lại chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi số 2. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số gần cuối cùng. Trả lời rất nhanh và lại chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi số 4. Trả lời rất nhanh và lại chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi số 5. Trả lời rất nhanh và lại chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi số 6. Trả lời rất nhanh và lại chính xác, xin chúc mừng. Bây giờ là câu hỏi số 7. Phần cuối cùng của bạn. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 8. Câu trả lời của bạn. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 9. Phần cuối cùng của bạn là xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 10. Câu trả lời của xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 11. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 12. Phần cuối cùng của bạn. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 13. Xin chúc mừng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tranh. Câu hỏi số 14. Câu 14 của chương trình thật là tuyệt vời. Bây giờ là câu hỏi quyết định cuối cùng, câu hỏi thứ 15. Câu trả lời cuối cùng của bạn. Đây là người chơi hay nhất, thú vị nhất từ trước tới giờ trong chương trình Ai Là Triệu Phú.